Nghĩ sao mà hồi xưa ba mẹ nó đặt cho nó cái tên Thơm? Thơm gì mà thơm? Thúi quá! Nhanh chân lên mày! Cái con quỷ cái thúi kia! Dạ dạ, có liền gì ơi? Đồ ăn á, thì kêu làm đủ 7 món. Mà ở đây á, có nhiều đây thôi à? À, mày ăn dụng với bếp phải không mày? Hả? Mẹ! Cái gì vậy? Mẹ hiền quá mà. Ờ ha. Mẹ quánh nó đi mẹ. Mẹ quánh nó cho nó sợ, để nó khỏi làm tới nữa. Con lấy cái chổi cho mẹ quánh nó. Ăn cơm xong đi, đừng nó ra mình quánh. Giờ con lấy chổi mẹ quánh con hả? Mẹ dám quánh con không? Con là con gái cưng của mẹ mà. Ừ, cưng thì không được hổn nghe. À. Mang canh lên mày. Lẹ lên. Dạ. Canh đây, canh đây. Dì với chị thông cảm, con phải hâm canh lại cho nóng. Gì vậy mẹ? Mẹ sao vậy? Đúng. Trời đất ơi. Trời ơi, con xin lỗi gì? Con xin lỗi gì? Trời ơi. Con đã nói canh nóng rồi mà. Các con quỷ cái. Trời ơi, chết tao rồi. Mày cãi, mày cãi, mày cãi, mày cãi hả? Mày cãi mẹ tao hả? Mày cãi hả? Con đã nói mẹ phải quánh nó mà. Nè, chổi nè mẹ, mày quánh nó nè mẹ. Quánh đi. Mày con mày, con hổ con này. Con mày, con mày, mày hại mẹ tao hả? Hại mẹ tao hả? Nè, tao mà biết mày vô dụng như vậy, hồi đó tao chôn sống mày theo cha mày rồi. Trời ơi, tại sao tôi đi nuôi cái đồ báo côi như vậy hả trời? Trời ơi, tao giết mày. Mẹ. Mẹ mà giết nó rồi lấy ai làm đồng lấy lúa cho mình ăn? Ờ ha. Mẹ phải suy nghĩ chứ. Mẹ có cái đầu mẹ phải suy nghĩ chứ. Ờ ha. Vậy thì á, đi ra khỏi nhà tao. Đi, mày đi ra khỏi chỗ nhà tao. Mẹ. Gì nữa? Mẹ quên là cái nhà này là nhà cha của bả hả? Dì ơi, con xin dì, dì đừng có đuổi con. Dì cho con ở lại đây để thờ phụng cho cha đi dì. Cha mày bù cha tao hả? Mày nên nhớ, cái nhà này nè, cha mày á đã viết giấy để lại cho tao. Mày á chỉ là con ở nhờ thôi nha mày. Mày á là mày không có được canh giành gì hết nghe chưa? Hiểu chưa con quỷ? Không giành nghe chưa mày? Không giành nghe chưa? Không có giành nghe chưa? Mày. Mặc dù con chưa thấy tờ giấy đó bao giờ. Bộ mày đưa sao mày không thấy mày? Nhưng con không bao giờ có ý định tranh giành. Tốt. Con sẽ cố gắng tự mình làm lụng, gây dựng. Hả? Gì? Mày gây dựng gì? Nó nói mẹ con mình ở đây ăn bám nó. Có phải như vậy không? Mày khổ lão. Nè, đi vô rừng hái một vỏ nấm. Tao thèm ăn, tao muốn ăn. Con biết đào đâu ra nấm giữa mùa này hả gì? Kiếm chuyện nữa hả mày? Làm biến hoài vậy mày? Mày cứ đi sâu vô rừng, cái gì cũng có. Mận. Dạ. Đi vô bếp lấy cho nó 3 vắt cơm với lại một bình nước. Không thôi nó nói mẹ con mình ác độc. Dì ơi, xin dì hãy nghĩ lại giùm con đi. Ở trong rừng này khó mà tìm được nấm. Nè, cơm nè, nước nè, nhiêu đây của là tốn hết của nhà tao rồi đó. Mà không kiếm được nấm thì đừng có đi về nha mày. Đi luôn nghe chưa? Đi nhanh đi con quỷ. Nhớ đó, hái không được nấm thì đi luôn, đừng có về nhà nữa, nghe chưa? Chắc là dì và chị không muốn mình quay về nhà nữa mà. Chứ mùa này ở trong rừng, nấm ở đâu mà hái? Đi nhanh mày, nhanh lên. Đi. Mẹ.
Tự nhiên mẹ kêu nó đi hái nấm giờ này. Giờ này ở trong rừng làm gì có nấm cho nó hái. Mẹ có cái đầu mà, mẹ phải biết suy nghĩ chứ. Trời ơi, sao con ngu vậy? Hả? Con là con của mẹ, mẹ chửi con ngu hả? Bởi vậy. Đi hay nắm chỉ là cái cớ để mà đuổi nó ra khỏi nhà một cách dễ dàng, không bị mang tiếng. Hiểu chưa? Mẹ giỏi quá, mẹ hay quá, mẹ xứng đáng là mẹ đẻ ra con đó. Giá trời á, nó đi vô rừng nó gặp thú dữ, thú dữ xé xác nó, ăn thịt nó, nhai luôn xương của nó, cho nó chết bờ chết bụi đi. Con nó nghe nè, hồi đó mẹ con mình bỏ xứ đi, lưu lạc tới cái làng này nè, gặp cha của ông Thơm. Ông cưu mang mẹ con mình, sau đó thì mẹ gá nghĩa với ổng. Mẹ nhớ lúc đó mẹ con Thơm cũng mới vừa mất, bỏ lại nó còn đỏ hỏn à. Con biết sao không? Cha của nó bắt mẹ phải hứa là thương yêu, rồi chăm lo, dạy dỗ nó. Thí dụ mà ổng có chết trước mẹ thì mẹ cũng phải lo lắng cho nó tới lớn khôn. Mệt ghê. Mẹ mệt làm con cũng mệt đây nè. Có ai ở nhà không? Cho tôi hỏi thăm. Thiệt là kỳ lạ, tại sao giữa rừng lại có một ngôi nhà như thế này? Không biết chủ nhân ngôi nhà này là ai? Ta đã nghỉ chân ở đây thì phải có trách nhiệm. Nhà bừa bộn như vậy chắc là họ bận rộn lắm. Thoáng một cái đã xong. Chủ nhân ngôi nhà này mà về, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, chắc là họ vui lắm. Chào cô gái. Chào các em nhỏ. Các em chơi trò gì mà cắn râu vậy? Tụi ta không phải là em nhỏ.
Vậy là... Chỉ là nhỏ con thôi. Tôi xin lỗi. Thoáng nhìn qua tôi cứ tưởng hóa ra là các ông hả? Đúng vậy. Cô gái, cô đã dọn dẹp giúp tụi ta. Cảm ơn nha. Ý, có cơm nấm kìa. Đây là cơm nấm tôi mang theo ăn dọc đường. Nếu các vị muốn ăn thì tôi xin mời. Tôi có đủ ở đây 3 gói cơm nấm cho 3 vị đây. Dạ xin mời. Lâu nay không được ăn. Bây giờ thèm cơm nấm quá. No quá. Ủa, bà chết rồi. Tụi ta ăn hết cơm của cô rồi. Không sao đâu, tôi hái trái cây, ăn dọc đường cũng được mà. Nhà cô ở đâu? Tại sao lại vào rừng sâu như vậy? Tôi đi hái nấm cho mẹ kế, nhưng mà tìm sáng giờ mà không thấy. Cô thật là ngây thơ, trong cái khu rừng này làm gì có nấm để mà hái. Vậy tôi biết phải làm sao. Nếu không có nấm, tôi không dám về nhà đâu. Tội nghiệp cô ta quá. Vừa tốt bụng mà còn chăm chỉ nữa. Bây giờ không biết giúp sao đây. Cô gái này tốt bụng, giờ mình phải tìm cách mà giúp thôi. Nhưng mà không biết nữa, mình giúp sao bây giờ? Giờ tìm cách giúp cho cô ấy đi. Hay là mình giúp cô ta hái nấm đi. Được. Nè, bây giờ cô muốn nấm đúng không? Dạ. Cô hãy ra sau vườn nhà tôi, cô sẽ thấy rất là nhiều nấm. Thật không? Thật. Tôi mừng quá. Cảm ơn các ông nha. Coi tôi làm phép nè. Ngươi làm cái gì vậy? Và rồi làm phép kiểu gì vậy? Làm vậy chỉ ra hoa thôi chứ ra nấm cái gì? Cả ba cùng làm mới ra nấm. Làm theo tôi nè. Các ông nhìn kìa, cô ấy thiệt là tội nghiệp. Dù khổ cực vậy, cô ấy vẫn không một lời oán trách. Cô ấy vẫn siêng năng chăm chỉ. Như vậy thì chúng ta hãy ban thưởng cho cô ấy. Ta sẽ ban cho cô ấy một nhan sắc tuyệt trần. Còn ta sẽ ban cho cô ấy một phép lạ. Mỗi lời hay ý đẹp sẽ biến thành ngọc ngà châu báu. Các ông lấy hết ý hay rồi. Còn ta, ta biết ban gì cho cô ấy đây? À, phải rồi. Ta sẽ ban cho cô ấy một phu quân tốt, một chàng hoàng tử từ xa tới và sẽ cưới cô ấy. Chị Mận ơi, em về rồi đây. Ủa, con là ai vậy? Kiếm ai? Em là Thơm nè chị. Chị không nhận ra sao? Thơm... Thơm em gái tôi hả? Dạ đúng rồi chị. À! Mẹ ơi! Cái gì mẹ? Vậy? Mẹ ơi! Cái gì? Cái gì vậy con? Ra đây có chuyện lạ nè mẹ. Gì vậy? Con nhỏ này nó nói là con Thơm đó mẹ. Nó nói là Thơm. Con là Thơm nè dì. Dì không nhận ra con sao? Ủa mà... Cái bộ đồ này là của ông Thơm trước khi đi vô rừng nè con. Đúng rồi. Ủa? Cái vỏ nấm. Rồi, cái bớt của nó đâu? Ủa mà sao giờ nó đẹp quá vậy? Sao nó đẹp quá vậy mẹ? Mày đi qua đây. Qua đây. Đi qua đây coi. Trời ơi. Con là Thơm nè dì. Dì không nhận ra sao? Sao nó đẹp quá vậy mẹ? Cái tiếng nói này là của con Thơm. Mày vô đây kể chuyện tao nghe coi. Nhanh lên. Mày kể cho tao nghe.
chuyện gì xảy ra ở trong rừng? Dạ thưa dì, nghe lời sai của dì, con vô tận rừng sâu để hái nấm. Cũng may con gặp được người tốt, họ chỉ chỗ cho. Rồi tự nhiên mày đẹp lên vậy hả? Hả? Dạ con cũng không biết nữa. Đừng có sao, mày đừng có giấu. Rồi còn nấm này ở đâu? Mùa này làm gì có nấm mà hái? Đúng rồi, tại sao mày kiếm được nấm hả? Hay là mày học cái gì ở đó? Mày học phép thuật tà ma ở đâu? Thả con quỷ. Nói đi. Em không biết thiệt mà. Đúng rồi, có thể là mày gặp ma quỷ, nó làm phép thuật cho mày đúng không? Dạ không, họ là người tốt. Mặc dù hình hài của họ không được bình thường, nhưng họ đã giúp con rất là tử tế. Cái gì ghê quá vậy? Mày làm cái gì mà ghê quá vậy hả? Gì vậy con? Ngọc Trai. Mẹ. Đâu đâu? Ngọc Trai nè. Trời ơi, Ngọc Trai thiệt. Mà sao trong miệng mày rớt ra vậy? Hả? Con cũng không biết nữa. Mẹ, con biết đâu. Sao bây giờ nó đẹp hơn con? Nó còn phun ra ngọc được nữa, con không chịu đâu. Bình tĩnh đi con, bình tĩnh đi. Mày nói cho tao nghe. Mày nói đi. Mày không nói tao đánh mày chết. Đánh mày chết. Thật sự em không biết mà. Mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe. Kể đi mày. Cô hãy ra sau vườn nhà tôi, cô sẽ thấy rất là nhiều nấm. Thật không? Thật. Tôi mừng quá. Cảm ơn các ông nha. Con, coi coi, còn thiếu cái gì nữa không? Nhớ lời con Thơm dặn không? Là phải đi sâu vô cuối rừng, phải tìm gặp cho được ba thằng lùn đó. Nhớ chưa? Rồi còn phải thí cho nó ba giắt cơm, dụ cho nó ăn, thì nó mới ban phép cho con, giống như con Thơm. Nhớ chưa? Hiểu rồi. Nói hoài. Mà mẹ dặn nè, phải để dành cơm, không có được ăn. Còn á, con là con xấu, cái nết đói lắm nè. Con biết rồi. Mẹ. Gì? Mà có khi nào con Thơm nó gạt mẹ con mình không? Nó dám hả? Mẹ rạch mặt nó ra đó. Thôi con đi nghe. Kỳ này dễ hả? Con phải đẹp hơn nó. Cái miệng của con phải phun. Phun ra nhiều ngọc hơn nó con mới chịu. Ồ. Con đi nghe. Đúng cái nhà này rồi. Cái nhà này là con Thơm nó nói đi nè. Ê ba ông lùn ơi, có nhà không? Đi đâu mà trời đất ơi, nhà gì đâu mà bê bối vô hầy vậy? Hình như con Thơm nó nói là mình phải quét dọn á. Quỷ vậy hả?
Quét chừng nào rồi mới sạch? Thôi mệt quá. Quét vậy được rồi, vậy là cũng có làm công chuyện rồi. Trời ơi, bây giờ là phải gánh nước nữa. Làm một hai công chuyện là được rồi. Trời đất ơi, ba cái thằng lùn này đi đâu? Giờ này chưa thấy về nữa. Biết chừng nào mới về đây. Đành phải ngồi đợi vậy. Buồn ngủ quá à. Ngủ trước đi. Rồi tới đâu thì tới. Nhà như cái chuồng heo. Cô gái này thiệt là lười biếng. Cô nói ai là quỷ? Cô tự nói cô hả? Tự nhiên vô nhà người ta nằm ngủ, thật là vô duyên. Ờ, nhà này là của mấy người hả? Mấy người là ba thằng lùn phải không? Không phải, ba vị thần lùn. Cô thiệt là vô duyên. Cô là ai? Tới đây làm gì? Không lẽ cô đi hái nấm nữa hả? Hả? Đúng rồi. Hái nấm á. À, mẹ biểu đi hái nấm. Có nấm không? Có nấm cho hái không? Ờ, không có nấm hả? 1, 2, 3. Ba ông, mỗi ông sẽ ban cho mình một phép lạ. Ngồi. Cơm nấm kìa. Đúng rồi, đây là nước nè. Cơm nè, đó, ăn đi, ăn ngập họng đi. Ăn đi. Không nước biết nè. Có ngon bằng hôm trước không ta? Thì ông cứ ăn đi rồi biết. Nè, ráng ăn cho hết cơm nấm nghe. Có muốn xin thêm cũng không được đâu, ăn đi. Ủa, còn cơm của cô đâu? Nhà tôi nghèo lắm, cho nên là tôi chỉ nắm được có 3 nắm cơm thôi. Mà giờ tôi nhường cho mấy ông ăn đó. Mấy ông cứ ăn đi, tôi nhịn đói được. Ha, ăn đi, ăn cho hết đi nghe. Ăn đi. Cũng ngon ha. À, ngon thiệt á. Cũng được. Tại đâu có ngu. Mấy ông ăn cơm không đi, còn ta ăn đùi gà. Cô đúng là đồ vô tâm. Quá ra cô vô đây để cho chúng tôi ăn cơm là giả đò tốt bụng thôi sao? Tôi ghét cô gái này rồi đó. Ủa, rồi ăn cơm xong chưa? Ăn xong rồi làm gì, làm lẹ lên đi, làm phép đi cho người ta về. Ủa, vậy là cô không hái nấm hả? Hái nấm chi nữa trời. Vậy sao cơ lúc đầu là vô đây hái nấm? Vậy là nói xạo đúng không? Không có. Không có nói xạo nghe. Cái mặt này mà nói xạo gì? Tại nãy thích hái, giờ hết thích. Mà thôi cho qua đi.
Bây giờ làm phép lẹ đi cho người ta đi về. Được. Đằng nào chúng ta cũng ăn cơm của cô ta rồi, chúng tôi sẽ ban phép cho cô. Ban phép lẹ? Ban phép lẹ cho ta hả? Hay quá. Vậy bây giờ ta ước nha. Ta ước. Cô đi về đi, rồi sẽ tự khắc biết. Cô mà còn đứng ở đây nữa là khỏi ban phép luôn đó. Hả? Về liền. Về nghe, nhớ đó nghe, là phải có phép lạ đó. Cô gái này thiệt là xấu xa. Ta sẽ ban phép cho cô ấy, tức là khi cô ấy nói những từ vô duyên từ miệng nói ra đều sẽ biến thành rắn rít và sâu bọ. Còn ta thì sẽ ban phép cho cô ấy càng ngày càng xấu xí. Còn ta sẽ trừng phạt cô ấy thật nặng nề. Nếu cô ta gây cho ai đó chuyện xấu thì cô ta sẽ trả lại gấp đôi. Mẹ, con về rồi nè mẹ. Con sẽ cho mẹ thấy một bất ngờ. Cô là ai vậy? Con nè, con là Mận nè. Mẹ không nhận ra con hả? Sao bộ đồ này đúng là của con Mận, nhưng mà cái mặt cái mặt khác lắm phải không mẹ? Chắc bây giờ con đẹp quá mẹ nhận không ra luôn đúng không? Vậy là ba cái thằng quỷ lùn đó nó đã giúp cho con đẹp lên thiệt rồi. Mẹ, con gặp ba thằng quỷ lùn, trời ơi, nó xấu còn hơn quỷ nữa mẹ. Có ngọc rồi mẹ. Tại sao lại là như vậy? Cô ơi, tại sao nói trong miệng con vậy? Mẹ, tại sao lại là như vậy? Tại sao không phải là Ngọc mà lại là con nhện này? Bà thằng quỷ luôn khốn kiếp, dám lừa bà, khốn kiếp. Cô ơi, tại sao vậy con? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao trong miệng của con toàn là nhện độc với cả rắn rết không vậy nè? Tại sao lại như vậy hả mẹ? Làm gì mà mẹ cứ nhìn con hoài vậy? Nó càng khóc, nó càng xấu. Cái gì? Con xấu chứ không phải là đẹp sao? Con như thế nào hả mẹ? Con như thế nào? Ghê quá con ơi. Không chịu đâu. Thơm, mày ra đây cho tao. Thơm, mày ra đây cho tao. Con Thơm. Con Thơm đâu rồi? Dạ. Thơm, Mày ra đây. Mày, chị Lê là ai? Mày còn hỏi tao câu đó nữa hả? Tao là Mận nè, tao là chị của mày nè. Mày nói đi. Mày nhìn cái gì? Bây giờ nhìn tao giống quái vật lắm đúng không? Mày lừa tao, mày hại mày... tao. Con ơi, con bị sao vậy? Mẹ, hình như là nó đánh con đó mẹ. Tại sao mày đánh con tao? Con không có. Mày chết hả? Con ơi, bị sao vậy? Con không biết nữa. Sao con đau quá à? Giống như là đối ai đánh con vậy đó. Mày hại con tao. Mẹ, đau quá à? Sao mẹ đánh nó mà con bị đau vậy nè? Tôi chết rồi con ơi. Nó lừa đảo mẹ con mình. Nó xúi con vô rừng
để gặp ba thằng phù thủy đó. Ếm bồ con, nó dùng chiều gậy ông đập lưng ông để trả đũa mẹ con mình. Gậy ông đập lưng ông là sao hả mẹ? Có nghĩa là mẹ đánh nó mà con đau. Bây giờ trời mẹ không ơi, thể hành hạ nó được nữa. Là mình không thể đánh nó được. Mày, không ngờ mày hiểm độc như vậy. Còn khốn kiếp mày. Đừng, đừng con. Con ơi, con ơi, có sao không con? Đừng chửi nữa. Con ơi, trời ơi, con ơi, con ơi. Con phải làm sao đây mẹ ơi? Tại sao lại như vậy? À, mày, mày là đồ khốn. Đừng con, đừng chửi nữa con. Đừng chửi nữa. Con tại chửi sao? Nữa là rắn rít nó sẽ bò đầy nhà mình bây giờ. Vậy tại sao lúc con nói chuyện bình thường đâu có cái gì bò ra đâu? Tại sao lại như vậy? Mẹ biết rồi con. Khi mà con chửi rủa hay là nói những điều xấu xa thì rắn rít sẽ từ trong miệng con mà bò ra đó. Cho nên con đừng chửi nữa. Trời đất ơi, vậy là bây giờ mình không được đánh nó, mình cũng không được chửi nó. À, vậy con phải làm sao? Con, đừng chửi nó nữa. Chẳng lẽ hai mẹ con mình chịu thua nó sao mẹ? Mày... Mày hại con tao, mày hại con tao, mày hại con tao. Bây giờ mình phải làm sao hả mẹ? Con ơi, không đánh được nó, tức chết đi được. Được, tao phải trừng trị mày. Mày đi ra khỏi nhà tao. Kể từ hôm nay, mày không được bén mảng tới cái nhà này nữa. Đi! Mày đi đi, cút đi. Dì ơi, dì đừng có đuổi con mà dì. Con phải ở lại đây để thờ phụng cha mà dì. Không có thờ phụng gì nữa hết. Đây là cách để tao trừng phạt mày. Dì đã hại con gái tao. Đi đi, đi cho khuất mắt đi. Đi đi, mẹ, đuổi nó đi đi mẹ. Con không muốn nhìn thấy nó thêm một phút giây nữa. Đuổi nó đi. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao? Con không chịu đâu mẹ ơi. Làm ơn, cứu tôi với. Có ai ở trên đó không? Làm ơn, cứu tôi với. Cứu tôi với. Ai đó? Chờ tôi một chút, để tôi đi kiếm dây. Làm ơn, cứu tôi với. Nhanh đi cô ơi. Cô ơi, làm ơn cứu tôi với. Cô ơi, nhanh lên. Cô nắm được sợi dây rồi. Cô kéo nó đi. Rồi, bấm chặt vô nha. Rồi, cố lên. Bấm chặt vô nha. Rồi, cố lên. Gần tới rồi. Đa tạ ân nhân cứu mạng.
Cũng may là nhờ có cô nương, nếu không ta đã bỏ mạng nơi chốn rừng sâu đây rồi. Không có gì, ngài đừng gọi ta là ân nhân. Ngài có sao không? Có bị thương ở đâu không? Ta không sao. Ok, tại sao khi cô nương nói chuyện viên ngọc lại rớt ra từ miệng? Chẳng lẽ cô nương là thần tiên hay sao? Thảo nào ta nhìn dốc dáng của cô nương, cô nương chẳng khác nào là mỹ nữ. Mỹ nữ gì chứ, ta chỉ là một cô gái quê mùa bất hạnh, không nên nương tựa mà thôi. Một người tốt bụng như cô nương đây, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Nếu cô nương không ngại, cô nương có thể nói cho ta nghe được không? Đi! Mày đi ra khỏi chỗ của tao! Mẹ! Gì nữa? Mẹ quên là cái nhà này là nhà cha của bả hả? Dì ơi, con xin dì, dì đừng có đuổi con. Dì cho con ở lại đây để thờ phụng cho cha đi dì. Nè, đi vô rừng hái một vỏ nấm. Tao thèm ăn, tao muốn ăn. Con biết đào đâu ra nấm giữa mùa này hả dì? Hái không được nấm thì đi luôn, đừng có về nhà nữa. Đi! Làm theo tôi nè. Bắt đầu từ lúc ta vào rừng hái nấm và lạc đến căn nhà trong rừng có ba chú lùn dễ mến. Sau khi ta rời khỏi nhà thì gương mặt ta thay đổi và nói ra những lời hay lẽ phải thì trong miệng lại có ngọc. Nhưng khi người chị nghe lời kể đi vào rừng gặp ba chú lùn quay về, gương mặt lại xấu xí và nói ra điều không hay, trong miệng toàn rắn rít. Nên ta bị dì và chị đuổi ra khỏi nhà và cho rằng ta hãm hại họ. Nghe câu chuyện của cô nương mà lòng ta đau xót vô cùng. Thôi thì duyên số cho ta gặp nhau. Ta họ Lý, tên Thanh. Bây giờ cô nương đi đâu? Nếu cô nương không ngại, cô nương có thể cùng ta về nhà để tá túc hay không? Ta cũng không còn nơi nào nương tựa. Nếu được thì ngài cho ta theo với. Chuyện gì ta cũng biết làm, từ nấu nướng cho tới giặt giũ nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Hoàng tử điện hạ đây rồi. Buông tội hoàng tử, chúng thần tội đáng muôn chết. Để mất dấu hoàng tử gần cả ngày nay, xin hoàng tử tha mạng. Không sao, là lỗi do ta. Do ta mãi theo dấu con mồi rồi lọt xuống hố. Cũng may là nhờ có ân nhân cứu mạng, chứ nếu không thì... Xin hoàng tử mà hồi cung. Thôi được, nàng có bằng lòng theo ta về cung hay không? Ngài là hoàng tử sao? Tiểu nữ vô phép. Miễn lễ. Hồi cung. Tuân lệnh. Mời nàng. Cho hỏi đây có phải là nhà của bà hạ không? Dạ đúng. Dạ chào quan. Mau nhận thiệp mời của nương nương. Hai người hãy thu xếp đồ đạc để lên kinh thành dự yến tiệc mừng hôn sự. Đúng nó rồi. Nương nương. Nương nương. Chuyện là như vậy đó. Con như người nằm mơ vậy đó dì. Người mà con cứu lại là hoàng tử của Dương Triều. Ha.
Vậy là con may mắn dữ vậy đó hả? Dạ. Mận. Dạ. Con nghe em con kể chưa? Con phải nhớ cho kỹ nghe chưa Mận? Con nhớ rồi. Khu rừng phía đông. Tiếng kêu cứu. Kiếm cái dây thần, kiếm cái hố. Trời ơi, lẹ lên đi. Ráng lắng nghe tiếng kêu cứu đi. Đúng là khu rừng này. Nơi đây có nhiều quan quân tới luôn để săn bắn nè. Chắc chắn con gái của mẹ sẽ cứu được hoàng tử hay hoàng thượng gì đó. Con hãy chụp lấy cơ hội để đổi đời nghe con gái. Trời ơi, từ từ đi mẹ ơi. Nhìn lên. Con quá. Cô tôi ơi! Đây đây chàng ơi! Em sẽ cứu chàng lên ngay! Khoan đã! Sao vậy mẹ? Để mẹ nói chuyện! Hãy cứu ta đi! Còn chần chờ gì nữa? Ngươi phải hứa với ta một chuyện! Đúng rồi đó! Phải hứa một chuyện! Hứa cái gì? Nói đi! Phải lấy con gái ta làm vợ! Đúng rồi! Khi nào mà em kéo chàng lên á, chàng phải lấy em làm vợ! À! Được rồi! Hãy cứu ta đi! Ta chắc chắn sẽ lấy con gái nhà ngươi làm vợ! Mẹ mẹ mẹ! Cái giọng này á, nghe rất là khỏe mạnh! Chắc chắn là một chàng hoàng tử rất là đẹp trai! Lị xuống đi! Lị xuống! Nhìn lên! Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi mẹ! Mẹ kéo phụ! Nặng quá! Nặng quá! Nặng quá mẹ ơi! Chắc chắn là chàng rất là mạnh khỏe! Đẹp trai khôi ngô tuấn tú là một chàng hoàng tử mẹ ha. Hoàng tử mập quá. Sao hoàng tử mập được? Chỉ có hoàng thượng mới mập thôi. Hoàng thượng hay hoàng tử thì cũng được. Nặng quá. Nặng quá. Nặng quá mẹ ơi. Kéo nhanh đi. Kéo lên. Nhưng mệt quá à. Răng lên đi con. Trời ơi, nặng gì đâu mà nặng. Chắc là chàng này bự con lắm. Trời ơi. Trời ơi. Nặng quá. Hai mẹ con các người thật tham lam, độc ác và ích kỷ. Kể từ đây, nếu các người biết tu tâm dưỡng tánh, sống lương thiện đạo đức, thì chúng ta mới rút lại lời nguyền trên con gái người. Còn nếu không, thì sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn nữa, nghe chưa?